tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin tối của ngày 29 tháng 6 hôm nay. Chúng tôi xin điểm qua một số tin đáng chú ý sau đây. Cảnh sát đã tìm thấy chất nổ tại hiện trường của một vụ xả súng ở ngân hàng của tỉnh PC. Ba cảnh sát trọng thương đã phải nhập viện các biện pháp y tế công cộng ở sân bay sẽ duy trì tới ít nhất là tháng 10. Ontario giới hạn mức tăng tiền thuê 2,5% vào năm 2023. Người Canada nếu muốn có thẻ Nexus thì sẽ phải tới Hoa Kỳ. Người thuê nhà ở Parkdale, Toronto có thể bị đuổi khỏi nhà nếu mà họ dùng máy điều hòa. Quay nhà ở sông Bạc, một người phụ nữ gốc Việt ở Toronto đã bị người tình đâm chết. Tòa tuyên án đã vạch ra chuỗi sự kiện dẫn tới cái chết của Hạnh Nguyễn tài xế chở người di cư bất hợp pháp ở trong chiếc xe ở Texas đã giả làm nạn nhân trước khi bị bắt. Số người chết đã tăng lên 53 người. Mỹ tăng cường sự hiện những quân sự ở châu Âu và thiết lập căn cứ ở Ba Lan giữa mối đe dọa từ Nga. Một lần nữa, Bitcoin đã nhanh chóng giảm xuống dưới mức 20.000 đô la. GDP quý 2 của Việt Nam tăng sau kỷ lục 10 năm cùng với áp lực giá cả. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Và sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin Canada. Tìm thấy chất nổ tại hiện trường vụ xả súng cướp ở ngân hàng ở tỉnh BC khiến ba sĩ quan nhập viện nguy hiểm đến tính mạng. Ba sĩ quan cảnh sát vẫn nằm viện hôm thứ Tư sau vụ cướp và xả súng tồi tệ xảy ra một ngày trước đó tại một ngân hàng ở Saanich, tỉnh BC cảnh sát trưởng của Sanich là dean Duffy cho biết ba sĩ quan bị thương nguy hiểm đến tính mạng và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật một người vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và hai người còn lại sẽ phải phẫu thuật và điều trị bổ sung trong những tháng tới ba sĩ quan khác bị thương trong vụ xả súng đã được xuất viện và đang hồi phục tại nhà cảnh sát đã phản ứng vào sáng thứ ba tới ngân hàng Montreal ở khu 3600 của phố Shelburne trong cộng đồng phía bắc Victoria và chạm trán với những kẻ cướp tình nghi có vũ trang và họ đã nổ súng. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã bị bắn chết tại hiện trường. Một nghi phạm thứ ba có thể vẫn còn tẩu thoát, nhưng các nhà điều tra không tin rằng có bất kỳ rủi ro nào đối với công chúng. Cảnh sát xác nhận thiết bị nổ đã được tìm thấy trong một chiếc xe liên quan đến các nghi phạm và một số ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trong khu vực vẫn được di tản để đề phòng. Cảnh sát Dorsey cho biết chất nổ đã được vận chuyển đến một địa điểm an toàn và cho nổ vào hôm thứ Tư. Đường Shelburn giữa đường Cedar Hill Cross và đại lộ Donnelly vẫn bị đóng cửa. Các video trên mạng xã hội cho thấy hàng chục phát súng đã được bắn và cảnh sát đã thiết lập một trang trực tuyến để thu thập các video do các nhân chứng quay lại. Bộ trưởng An toàn công cộng Liên bang Marco Mendicino ghi nhận sự hy sinh to lớn của các sĩ quan trong vụ cướp ngân hàng. Các biện pháp y tế công cộng ở sân bay sẽ duy trì tới ít nhất là tháng 10. Chính phủ đã thông báo hôm thứ tư rằng các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng đối với du khách đến Canada, bao gồm cả việc sử dụng ứng dụng ArriveCAN, dự kiến sẽ được áp dụng cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thông cáo cũng cho biết, việc đình chỉ xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với các khách đến sân bay sẽ được gia hạn cho đến giữa tháng 7. Xét nghiệm ngẫu nhiên đã được hoãn từ ngày 11 tháng 6 và được ấn định sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 7. Khi chính phủ đưa ra quyết định hoãn, họ nói rằng khi họ yêu cầu xét nghiệm trở lại, chúng sẽ không được thực hiện ngay tại các sân bay nữa. Hiện cũng có một lệnh tạm ngưng đối với quy định vaccine cho khách du lịch bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 cơ quan y tế công cộng của Canada cho biết họ vẫn đang tiến hành chuyển địa điểm xét nghiệm ra khỏi sân bay và qua các cửa hàng, hiệu thuốc và các cuộc hẹn trực tuyến. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư tại sân bay quốc tế Pearson ở Mississauga, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Omar al Gabra cho biết chính phủ đang hoàn tất các chi tiết. Ông nói thêm rằng xét nghiệm là một công cụ quan trọng để theo dõi virus và bất kỳ biến thể tiềm ẩn nào có thể xuất hiện. Những khách du lịch chưa được tiêm phòng vẫn phải cách ly 14 ngày sau khi đến và phải xét nghiệm COVID-19 bắt buộc vào ngày thứ nhất và ngày thứ 8. Từ ngày 1 tháng 7, xét nghiệm ngẫu nhiên sẽ tiếp tục được thực hiện tại các cửa khẩu biên giới đất liền và khách du lịch vẫn phải cung cấp thông tin qua ứng dụng ArriveCAN trong vòng 72 giờ trước khi đến Canada. Bên cạnh việc xếp hàng dài và phải hủy chuyến bay tại các sân bay, du khách đã bày tỏ sự thất vọng về tình trạng hành lý bị thất lạc và chậm trễ ông Elgabra cho biết ông đã nói chuyện với một số sân bay và hãng hàng không lớn về vấn đề này và họ đang cùng nhau tìm cách giải quyết. Với tình trạng đó, Air Canada cho biết họ sẽ giảm các chuyến bay vào mùa hè này. Air Canada đang thực hiện một số thay đổi đối với lịch trình mùa hè của mình sau khi có nhiều báo cáo về các chuyến bay bị trì hoãn và hành lý bị thất lạc. Trong một lá thư gửi cho khách hàng, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Air Canada, ông Michael Russo đã viết để mang lại mức độ ổn định hoạt động mà chúng ta cần. Với sự miễn cưỡng, chúng tôi hiện đang cắt giảm ý nghĩa lịch trình của mình trong tháng 7 và tháng 8 để giảm khối lượng và lưu lượng hành khách đến mức mà chúng tôi tin rằng hệ thống vận tải hàng không có thể đáp ứng được. Ontario giới hạn mức tăng tiền thuê nhà 2,5% vào năm 2023. Ontario đã giới hạn tiền thuê nhà đối với hầu hết các hộ gia đình ở mức 2,5% cho năm 2023, thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Trong một thông cáo phát hành hôm thứ Tư, tỉnh cho biết quyết định này áp dụng cho đại đa số, tức là khoảng 1,4 triệu nhà cho thuê được kiểm soát bởi đạo luật thuê nhà ở. Tuy nhiên, chính phủ lưu ý rằng luật này không áp dụng cho các đơn vị cho thuê, được thuê lần đầu tiên sau ngày 15 tháng 11 năm 2018, các đơn vị trống, nhà ở cộng đồng, dịch vụ chăm sóc dài hạn và tài sản thương mại. Tuyên bố cho biết giới hạn dựa trên chỉ số giá tiêu dùng của Ontario là thước đo lạm phát được tính toán hàng tháng. Do mức lạm phát cao gần đây, mức này đáng lẽ ra đã là 5,3%, tuy nhiên con số 2,5% này được đưa ra để giúp bảo vệ người thuê nhà khỏi việc tăng giá thuê quá mức. Tỉnh cho biết chủ nhà không thể tăng tiền thuê hơn 2,5% từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2023 mà không có sự chấp thuận của hội đồng chủ nhà và người thuê, Landlord and Tenant Board. Tỉnh cũng lưu ý rằng chủ nhà chỉ có thể tăng tiền thuê nhà nếu mà họ thông báo cho người thuê trước ít nhất là 90 ngày. Sử dụng một mẫu đơn hợp lệ và sau ít nhất 12 tháng kể từ ngày thuê đầu tiên hoặc là lần tăng tiền thuê cuối cùng. Số ca COVID ở Quebec tăng vọt có thể là do các biến thể mới. Thời tiết mùa hè đang tới, nhưng người dân Quebec cần phải thận trọng vì các thông số COVID-19 đang tăng lên. Tiến sĩ Luke Boyle đã cập nhật về tình hình và nói rằng sự gia tăng của số ca nhiễm bệnh có thể được dự đoán trước vì các hạn chế đã được dỡ bỏ. Quebec đang đối phó với sự xuất hiện của các biến thể mới của coronavirus thể mà ông Boyle nói là dễ lây lan hơn nhưng mà không hẳn là nghiêm trọng hơn. Ông nói thêm phần lớn các trường hợp mới có liên quan tới các biến thể mới. Mặc dù là quy định về khẩu trang phần lớn đã được dỡ bỏ, bao gồm cả trên phương tiện công cộng, ông Boyle cũng khuyên mọi người nên đeo khẩu trang trong đám đông. Biến thể phụ Omicron dự kiến sẽ trở thành biến thể thống trị ở Ontario. Người đứng đầu ban khoa học COVID-19 của Ontario cho biết một thể phụ Omicron dự kiến sẽ sớm trở thành thống trị trong tỉnh. Theo một báo cáo gần đây của Public Health Ontario, thì tốc độ phát triển của virus BA.5 đã vượt xa tất cả các dòng virus trước đó. Tiến sĩ Fahad Rizak là giám đốc khoa học của ban cố vấn COVID-19 của tỉnh cho biết một số yếu tố đáng lo khi mà BA.5 trở thành dòng vi khuẩn chiếm ưu thế. Ông Rizak cho biết biến thể này có thể tạo ra khả năng miễn dịch tốt hơn cho dù đó là miễn dịch từ vaccine. Ông cho biết khả năng miễn dịch chống lại biến thể mới nhất là yếu hơn nhiều khi so sánh với các biến thể Omicron trước đó như là BA.1 và BA.2. Ông nói chúng ta đang không có quá nhiều sự bảo vệ để chống lại BA.5. Theo dữ liệu của Dịch vụ Y tế Công cộng Ontario cho biết, thì tính tới ngày 17 tháng 6, chỉ có hơn 18% người được tiêm khai liệu vaccine COVID-19 và nhập viện do virus có biến thể BA.5. Canada mở 4 đại sứ quán mới, tăng cường nhóm chiến đấu tại Latvia để chống lại Nga. Canada sẽ mở 4 đại sứ quán mới ở châu Âu và vùng Caucasus như một nỗ lực nhằm chống lại Nga, tăng cường quan hệ với các đồng minh NATO và ủng hộ nền dân chủ, Ngoài ra, chính phủ đã đồng ý nâng cấp nhóm chiến đấu 2.000 binh sĩ mà họ dẫn dắt ở Latvia thành một lữ đoàn, tăng cường quân số và cam kết sẽ lãnh đạo lực lượng này trong ít nhất 5 năm tới. Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Jolie hôm thứ Tư thông báo rằng Canada đang mở rộng các văn phòng ngoại giao hiện có ở Estonia, Lithuania và Slovakia thành các đại sứ quán với đầy đủ các đại sứ và có mục tiêu chống lại các hoạt động gây bất ổn của Nga trong khu vực. Đồng thời, Canada cũng sẽ mở một đại sứ quán mới tại Armenia, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nằm ở sườn phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thông cáo báo chí, bà Jolie đã mô tả mục tiêu của việc đặt một đại sứ quán Canada tại Armenia là để cho phép mối quan hệ song phương bền chặt hơn và tăng cường sự ủng hộ của Canada đối với nền dân chủ Armenia. Trong khi đó, Canada đã không có đại sứ quán tại Trung Quốc trong 6 tháng. Canada đã không có đại sứ tại Trung Quốc kể từ cuối năm 2021 khi Dominic Barton rời khỏi các văn phòng ở Bắc Kinh. Chính phủ cho biết, trong khi một đại diện sẽ được công bố khi đúng thời điểm, Canada sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc ở trong thời gian chờ đợi. Người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao thông báo Bộ trưởng Châu Ly gần đây đã nói chuyện với người đồng cấp của bà là Quan Di khi họ thảo luận về những thách thức trong những năm gần đây, bao gồm các trường hợp bắt giữ tùy tiện và tầm quan trọng của đối thoại thẳng thắn. Nhưng cựu đại sứ tại Trung Quốc là Giesangshat nói rằng sự vắng mặt đáng chú ý cho thấy thủ tướng không hiểu giá trị của sự hiện diện của một nhà ngoại giao trên đất nước khác. Ông nói: "Có một đại sứ sẽ mang lại cho bạn các tin tức tình báo." bởi vì đây là một người có thể tiếp cận thông tin cấp cao mà những người khác tại đại sứ quán không thể. Canada đang tự tước đoạt bản thân khỏi tất cả những thông tin hữu ích đó. Đại sứ Barton đã công khai tuyên bố từ chức vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, chỉ vài tháng sau khi giúp bảo đảm việc trả tự do cho cựu nhà ngoại giao và doanh nhân Michael Kovic và Michael Spavor. Hai người đàn ông này đã bị giam giữ tùy tiện và bị giam trong nhà tù Trung Quốc hơn 1.000 ngày Việc bắt giữ họ được coi là sự trả đũa cho vụ bắt giữ của giám đốc điều hành Huawei là bà Mạnh Vãn Châu tại Vancouver theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ. Những sự kiện đó là nguồn gốc của mối quan hệ lạnh nhạt gần 3 năm giữa Canada và Trung Quốc. Trong khi vụ án của bà Mạnh đã bị hủy bỏ và hai ông Michael đã trở lại Canada, căng thẳng đã gia tăng trong những tháng gần đây khi chính phủ tuyên bố sẽ cấm hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc tham gia vào mạng không dây 5G của Canada. Ottawa đã viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia là lý do chính dẫn đến lệnh cấm. Sau thông báo, đại diện của Trung Quốc tại Canada đã nhanh chóng lên án động thái, nói rằng Ottawa đang thông đồng với Mỹ để trấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Người Canada nếu muốn có thẻ Nexus hiện sẽ phải tới Hoa Kỳ. Thẻ Nexus đáng lẽ ra sẽ giúp đưa những người Canada có nguy cơ thấp có thể qua Hoa Kỳ nhanh chóng hơn, nhưng ít nhất 330.000 người Canada đang không chắc khi nào thì đơn đăng ký của họ sẽ được xử lý. Có những người đã phải chờ hơn 2 năm nhưng vẫn chưa biết bao giờ họ sẽ được phỏng vấn. Nexus là một chương trình của Canada Hoa Kỳ được thiết kế để giúp tăng tốc độ du lịch qua biên giới cho những người Canada có rủi ro thấp bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển. Các trung tâm đăng ký Nexus ở Canada đã đóng cửa kể từ tháng 3 năm 2020 do đại dịch Covid-19 và các hạn chế về sức khỏe. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, các trung tâm đã mở cửa trở lại vào tháng 4 năm nay, có nghĩa là nếu người Canada muốn hoàn thành đơn đăng ký Nexus, họ phải đến Hoa Kỳ để làm điều đó. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết, tại thời điểm này thì các trung tâm đăng ký ở Canada sẽ vẫn đóng cửa. Cơ quan dịch vụ biên giới Canada nói rằng, công dân và thường trú nhân Canada có thể đăng ký phỏng vấn tại bất kỳ trung tâm Nexus nào của Hoa Kỳ. Không rõ tại sao các văn phòng Nexus ở Canada vẫn đóng cửa khi họ đã mở cửa trở lại ở Hoa Kỳ. Những người Canada không thể sử dụng các tuyến Nexus cũng đang đóng góp vào tình trạng tồn động và chậm trễ an ninh tại các cửa khẩu và sân bay. Các quan chức cho biết họ đang thảo luận với Hoa Kỳ về thời điểm các trung tâm đăng ký có thể mở cửa trở lại ở Canada, nhưng bất kỳ ai đăng ký nhận thẻ Nexus nên chuẩn bị tinh thần cho sự chậm trễ. Lãnh đạo đồng thời của Ontario hứa sẽ đối đầu với ông Dutford. Thủ hiến Dutford sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm và cạnh tranh từ đảng NDP. Theo lãnh đạo lâm thời được bổ nhiệm của đảng, cho biết cắt giảm và tư nhân hóa sẽ đóng vai trò là điểm nhấn chính trong cơ quan lập pháp của tỉnh. Peter Tarbin là người đã đại diện cho khu vực toronto danforth kể từ năm 2006, đã được hội đồng cấp tỉnh NDP phê chuẩn vào ngày thứ ba, chính thức kết thúc nhiệm kỳ 12 năm của bà Andrea Howard với tư cách là lãnh đạo. Ông Taubin cho biết trọng tâm chính của ông với tư cách là lãnh đạo lâm thời của đảng NDP sẽ đối đầu với chính phủ Dodd-Ford để tranh luận về một loạt các vấn đề, bao gồm kế hoạch xây dựng đường cao tốc 413, chăm sóc dài hạn, các giảm ngân sách và các nỗ lực nhằm tư nhân hóa lĩnh vực giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe. Người thuê nhà ở Parkdale, Toronto có thể bị đuổi ra khỏi nhà nếu mà họ dùng máy điều hòa khoảng 40 người thuê ở một tòa nhà chung cư Parkdale cho biết họ đang phải đối mặt với khả năng bị đuổi ra khỏi nhà vì sử dụng máy điều hòa lắp ở cửa sổ trong đợt nắng nóng vào đầu tháng này. Cindy Therrien là người đã sống ở khu nhà Jameson Avenue hơn 30 năm, bị bệnh viêm phổi mãn tính và cho biết thiết bị điều hòa AC giúp cô thở. Cô nói nếu không có máy lạnh thì tôi có thể sẽ chết ở trong căn phòng này những người thuê tại tòa nhà The Imperial đã cho báo chí xem một lá thư thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà sớm mà họ nhận được trong hộp thư vào ngày 20 tháng 6. Lá thư viết bạn phải chuyển ra khỏi đơn vị cho thuê này vào ngày hoặc là trước ngày 9 tháng 7 năm 2022. Chủ của tòa nhà đó là tập đoàn Myriad Property Management cho biết trong một email rằng tất cả các đơn vị được kiểm tra hàng năm trong thời gian đó. Họ ghi lại bất kỳ điều gì không được cho phép trong hợp đồng thuê của người thuê đó. Điều này có thể bao gồm máy điều hòa không khí và các thiết bị bổ sung khác không có trong hợp đồng thuê. Người thuê nhà sau đó sẽ nhận được một lá thư cảnh báo và phải khắc phục các sai phạm trong một hoặc là hai tuần. Sau đó các đơn vị sẽ đến kiểm tra trở lại. Và nếu mà người thuê nhà tiếp tục sử dụng các thiết bị chưa được phê duyệt thì họ sẽ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà. 10 người Alberta đối mặt với 139 cáo buộc liên quan tới phòng điều chế fentanyl gần Calgary. 10 người chủ yếu tới từ Edmonton và Okotoks, Alberta đang phải đối mặt với 139 cáo buộc sau khi một phòng điều chế fentanyl siêu cấp bị phát hiện và phá hủy ở phía nam Calgary vào tháng 7 năm ngoái. Đội phản ứng thực thi pháp luật Alberta cho biết trong một thông báo hôm thứ tư, Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy 31 kg fentanyl và 7.600 kg hóa chất dùng để chế tạo ra loại thuốc phiện tổng hợp mạnh hơn morphine từ 50 cho tới 100 lần. Tổng giá trị thị trường của chiến dịch có tên là Project Action được chốt là khoảng 300 triệu đô la. Các cáo buộc chống lại 10 người Alvara bao gồm âm mưu tội phạm, Phòng thí nghiệm này nằm ở Elderside, cách Calgary khoảng 45 km về phía đông nam. Cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Sở cảnh sát Calgary, sở cảnh sát Edmonton, RCMP và các đội phản ứng bí mật đã tham gia vào chiến dịch này. Sẽ mất 75.000 để xử lý tất cả số hóa chất trên một cách an toàn. Tại thành phố Calgary, trong nhiều năm, các quan chức cấp cao của Calgary Transit đã nói với hội đồng thành phố rằng sẽ tốn 400 triệu đô la để lắp thêm cửa an ninh hoặc các biện pháp khác vào hệ thống C-train của Calgary để ngăn chặn những người không trả tiền vé. Con số này được cho là đến từ một nghiên cứu năm 2014. Trong nhiều năm, các chính trị gia đã đặt câu hỏi về chi phí tiềm năng của việc cấm những người trốn vé khỏi hệ thống LRT so với doanh thu bị mất khi duy trì hệ thống cho tất cả kể cả người trốn vé. Các quan chức vận tải cho biết, các cuộc khảo sát hàng năm chỉ tìm thấy một vài phần trăm tổng số hành khách trên hệ thống không trả tiền vé. Họ nói rằng, chi phí nâng cấp hoặc là đóng cửa hệ thống đối với những người không trả tiền sẽ lớn hơn rất nhiều. Người phát ngôn của Calgary Transit cho biết, con số 400 triệu đô thực chất chỉ là ước tính. Ông Steven Taro cho biết con số 400 triệu đô để chuyển sang một hệ thống thu hẹp hơn sẽ không bao gồm chi phí vận hành như là nhân viên phục vụ nhà ga, như cách một số hệ thống vận tải hành khách công cộng đang làm. Imperial Oil Action Mobile Canada bán tài sản ở trung tâm Alberta cho Whitecap với giá là 1,9 tỷ đô la. Imperial Oil Limited cho biết họ và Action Mobile Canada đã ký một thỏa thuận bán các khu vực sản xuất dầu khí Montney và Duvernay ở trung tâm Alberta cho Whitecap Resources Inc. với giá là 1,9 tỷ đô la. Thỏa thuận bán dự kiến sẽ hoàn thành trước khi kết thúc quý 3, tùy thuộc vào các phê duyệt theo quy định. Số tài sản sẽ được bán bao gồm 227.200 ha đá phiến Montney, 34.000 ha đá phiến Duvernay và cổ phần bổ sung ở các khu vực khác của Alberta. Sản lượng rồng từ những tài sản này là khoảng 140 triệu feet khối khí tự nhiên mỗi ngày và khoảng 9.000 thùng dầu thô, dầu ngưng tụ và khí ga tự nhiên mỗi ngày. Tỉnh Quebec công bố 3.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở giá cả phải chăng. Với tình trạng thiếu nhà ở đang diễn ra căng thẳng, hôm thứ Tư, Quebec đã công bố việc xây dựng 3.000 căn nhà ở xã hội và giá cả phải chăng với sự đóng góp của các đối tác Quỹ bác sẽ dành 395 triệu đô cho dự án này, bao gồm 350 triệu đô la cho việc xây dựng 2.000 đơn vị nhà ở xã hội và nhà ở giá cả phải chăng trong 3 năm tới. Phần còn lại của khoản tài trợ 45 triệu đô la sẽ được dành cho một mô hình mới kết hợp chung cư và nhà ở phi lợi nhuận. Và lần này, Foundation sẽ là đối tác cho 1.000 căn hộ chung cư giá rẻ trong vòng 5 năm. giá xăng có thể giảm 11 xu vào ngày quốc khánh Canada Day. Bạn có thể tiết kiệm được một vài đô la khi chờ đến ngày Canada Day mới đậu xăng. Roger McKnight là giám đốc phân tích dầu khí tại Ampro cho biết giá tại các máy bơm có thể giảm 11 xu vào ngày thứ Sáu tại hầu hết các trạm tại GTA dẫn tới giá xăng xuống còn 1.939 xu một lít. McKnight cho biết điều này có thể là do sự kết hợp của việc giảm thuế xăng của tỉnh Ontario và giảm giá bán sĩ chính quyền tỉnh đã ban hành luật vào tháng 4 là sẽ giảm thuế xăng 5,7 cent mỗi lít và thuế nhiên liệu bao gồm dầu diesel giảm 5,3 cent. Và việc cắt giảm thuế sẽ có hiệu lực cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giá bán sĩ giảm có thể là do thị trường tồn kho của Hoa Kỳ tăng lên và nhu cầu về xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay của Hoa Kỳ chậm lại người dân Ontario cũng sẽ nhận được nhiều tiền hơn từ khoản hoàn tiền lại thuế carbon của chính phủ liên bang để chống lại giá xăng tăng cao. Lần đầu tiên các khoản thanh toán sẽ tới hàng quý thay vì khoản tiền một lần khi mà khai thuế hàng năm. Những tấm check đầu tiên vào năm 2022 sẽ là khoản thanh toán kép cho hai quý vào tháng 7. Tiếp theo là thanh toán hàng quý vào tháng 9 và tháng Giêng năm 2023. Một người phụ nữ Toronto gốc Việt bị người tình đâm chết, phiên tòa đưa ra chi tiết. Ten Austin Lee và Han Nguyên gặp nhau tại sòng bạc vào mùa hè năm 2017. Cả hai đã có những thách thức về cờ bạc đáng kể theo tài liệu của tòa án. Mối quan hệ của họ là nhanh chóng trở nên thân mật và rồi kết quả là cuộc hôn nhân của cô Nguyễn đổ vợ. Chưa đầy hai năm sau, người ta đã phát hiện cô Nguyễn bị đâm chết trong một tầng hầm tại một ngôi nhà ở Moe Avenue gần với Jane và St. Clair Street. Trong 18 tháng ngắn ngủi, người chết và bị cáo đã đánh bạc hết 500.000 đô la, một số tiền đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian đó. Tiền đã hết, đó là một phần lý do khiến cho mối quan hệ này kết thúc. Luật sư công tố viên Shane Hobson nói với bà tư pháp Maureen Forrestal, Tại phiên tòa tuyên án, anh Lê là công nhân Hoa Kỳ, hiện nay 43 tuổi, ngư đã rời khỏi gia đình ở phía Bắc New York vào năm 2017, đến Toronto sau khi gặp Nguyễn. Lê đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, 2 ngày sau khi phiên tòa xét sự của anh bắt đầu. Nguyễn đã bị sát hại vào ngày 24 tháng 1 năm 2019. Cảnh sát cho biết vụ giết người sau khi nhân viên điều phối cấp cứu 911 nhận được một cuộc gọi từ Lê để yêu cầu xe cấp cứu. Lê cho biết trong cuộc gọi rằng anh ta đã giết bạn gái của mình trong một cuộc cãi vã. Anh ta nói rằng anh ta đã lấy một con dao trong bếp tấn công cột. Cô. Anh ta cũng có vết thương tự gây ra do con dao. Khi nhân viên y tế tới nơi thì họ đã phát hiện Nguyễn nằm úp mặt ở trên nệm hơi mặc áo ngực. Nạn nhân đã chết tại hiện trường vào lúc 6 giờ 22 phút sáng. Bạn trai của cô được đưa đến bệnh viện Sunnybrook với sự hậu tống của cảnh sát và được giải phẫu vì cố gắng tự tử. Luật sư của Hobson nói cô Nguyễn đã bị đâm 20 nhát và có các vết thương ở ngón tay, cổ tay, chân và bàn chân. Phải mất vài phút để cô ấy chết và trong những phút đó cô ấy đã chiến đấu vì sự sống của mình bằng mọi bộ phận trên cơ thể. Luật sư Hobson nói và nói thêm rằng Lê đã để cho cô Nguyễn chết. Anh ấy đã đợi 4 tiếng đồng hồ để gọi 911 và anh ấy đã biết cô ấy đã chết. Mục đích của cuộc gọi không phải là dành cho cô ấy mà đó là để cứu sống chính mình anh ấy đã được chăm sóc y tế và hồi phục. Luật sư Hobson nói rằng trong khi anh Lê đã nhận tội, đó là sao một phiên điều trần sơ bộ cả gia đình của Nguyễn đều làm chứng. Luật sư Hobson đề nghị một khoản án tu 16 hoặc là 17 năm không được ân xá. Trong khi luật sư bào chữa Sid Freeman đề nghị thời hạn không được ân xá là 10 năm. Lưu ý rằng Lê không có tiền án tiền sự đã nhận tội và gọi 911 và thú nhận phiên tòa vẫn còn đang tiếp tục. Một cơ sở mới có thể sản xuất hàng triệu vaccine COVID-19 được mở ở Saskatoon. Một trung tâm có thể phát triển tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi năm đã mở cửa tại Saskatoon và các quan chức cho biết họ có thể sớm xuất khẩu vaccine ra khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Tổ chức vaccine và bệnh truyền nhiễm của Đại học Saskatchewan đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở cấp 3 được coi là cơ sở lớn nhất ở Canada nó có thể sản xuất cả vaccine cho người và động vật đối với các loại virus nguy hiểm. Ông Daniel Vandau, là bộ trưởng liên bang chịu trách nhiệm về phát triển kinh tế ở vùng Prairies của Canada, cho biết nếu cơ sở này tồn tại sớm trong trận đại dịch thì nhiều người hơn đã có thể được cứu sống. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với một số công ty với hy vọng có thể sản xuất vaccine COVID-19 của họ ở Saskatchewan. Trina Racine, là giám đốc phát triển vaccine tại trung tâm, cho biết Bất kỳ loại vaccine thương mại nào được sản xuất tại cơ sở này sẽ đáp ứng các yêu cầu quy định để được bán ở Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu. Giám đốc điều hành Kim Giám đốc là Volker Gertz của cơ sở mới này cho biết. Có một số ít cơ sở sản xuất sinh học COVID-19 hiện đang hoạt động ở Canada, nhưng cơ sở ở Saskatoon là cơ sở đầu tiên thuộc loại hình này ở nước này. Sản xuất sinh học tại cơ sở Montreal chỉ có thể tạo ra hai loại vaccine trong khi trung tâm Saskatoon có thể sản xuất vaccine mRNA, protein và Novavax cùng những loại khác. Ông cho biết luôn có nguy cơ dịch bệnh và virus từ khắp nơi trên thế giới lây lan đến Bắc Mỹ, và cơ sở Saskatoon được thiết kế để nghiên cứu chúng trong thời gian thực. Trung tâm đang đưa các loài động vật ngoại lai vào để nghiên cứu, bao gồm cả đàn dơi, vì dơi được biết là vật chủ của một số loại virus. Ông Gertz cũng cho biết côn trùng và bò sát cũng đang được đưa vào vì biến đổi khí hậu tiếp tục tạo ra sự không chắc chắn về sự lây lan của các bệnh do vector truyền từ côn trùng như là mũi, ve và ruồi. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 ở Canada. Tính đến tối ngày 29 tháng 6, Canada báo cáo thêm 2.931 ca nhiễm mới. Tổng số ca của Canada hiện là 3.935.609 người hiện có 335.288 ca còn bệnh, có thêm 23 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 41.904 người cho đến nay. Trên 18,7 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm, tức là hơn 49,1% dân số đã được tiêm đầy đủ với mũi tiêm tăng cường. Tỉnh Quebec hôm nay báo cáo có thêm 1.716 ca nhiễm mới cũng như là 4 ca tử vong. Newfoundland trong 7 ngày qua báo cáo 407 trường hợp mới và có 2 ca tử vong mới, Alberta từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Tỉnh báo cáo tổng cộng 943 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong. Yukon thì có 7 ca nhiễm mới. Tất cả những vùng còn lại không đưa ra cập nhật con số COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share và kỳ xem chương trình. Sau đây chúng tôi xin điểm qua một số tin thế giới đáng chú ý hôm nay. Tài xế cho nhóm người di cư bất hợp pháp trong chiếc xe tải đầu kéo ở Texas đã đóng giả nạn nhân trước khi bị cảnh sát bắt. Số người chết lên tới 53 người. NATO sẽ hiện đại hóa quân đội cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga. Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu và thiết lập căn cứ ở Ba Lan do mối đe dọa từ Nga EU đã đi tới thống nhất là xe hơi mới phải không có khí thải sau năm 2035. Bitcoin một lần nữa đã nhanh chóng giảm xuống dưới 20.000 đô la. Bé trai 8 tuổi bị mất tích ở Đức đã được tìm thấy còn sống sau 8 ngày bị mắc kẹt trong hệ thống cống rảnh. GDP quý 2 của Việt Nam đã tăng kỷ lục trong 10 năm cùng với áp lực giá cả. Hóa thạch con người ban đầu được tìm thấy trong hang động già hơn 1 triệu năm so với dự kiến. Và chúng tôi còn nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị chú ý theo dõi. Sau đây, Hoàng Anh sẽ tiếp tục với bản tin chi tiết. Tài xế chở nhóm người di cư bất hợp pháp trong chiếc xe tải đầu kéo ở bang Texas, Hoa Kỳ đã đóng giả nạn nhân trước khi bị bắt. Số người chết trong vụ việc đã tăng lên 53 người. Hôm thứ Tư, các quan chức Mỹ và Mexico cho biết người đàn ông được cho là tài xế của chiếc xe tải đầu kéo chở hàng chục người di cư đã chết trong cái nóng ngột ngạt ở bang Texas, Hoa Kỳ. Ban đầu đã giả vờ anh ta là nạn nhân trước khi bị bắt giữ. Số người chết trong vụ việc đã tăng lên 53 người sau khi một số người di cư bị mắc kẹt trong chiếc xe đầu kéo ngột ngạt đã chết trong bệnh viện. Chiếc xe chở những người di cư đã được phát hiện hôm thứ Hai tại một khu vực hoang vắng gần đường cao tốc ở San Antonio, nơi nhiệt độ ngày hôm đó đã lên cao tới 103 độ F, tức là 39,4 độ C. Ngoài 27 nạn nhân người Mexico, các nạn nhân còn có 14 người Honduras, 7 người Guatemala và 2 người Salvador. Quốc tịch của một số người di cư trong chiếc xe hiện vẫn chưa rõ ràng. Vì một người, bao gồm cả trẻ vị thành niên vẫn đang nhập viện. Một quan chức Mexico và hai quan chức Mỹ, tất cả đều giấu tên, xác định người lái xe được cho là Homero Zomandrano, 45 tuổi, với địa chỉ lưu trú ở Houston, Texas. Các bức ảnh giám sát do các quan chức nhập cư Mexico công bố đã chụp được cảnh chiếc xe tải đang lái qua một trạm kiểm soát an ninh ở Laredo, Texas, lúc 2 giờ 50 chiều, vào thứ Hai. Các nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ thêm hai người đàn ông Mexico bên cạnh người tài xế chiếc xe một thẩm phán liên bang ở San Antonio, Texas đã ra lệnh bắt giữ và tạm giam các nghi phạm. Được xác định là Juan Francisco de Luna Bilbao và Juan Claudio de Luna Vendez, cho đến khi phiên điều trần sơ bộ diễn ra vào thứ Sáu, cả hai người đàn ông này đã bị buộc tội vì sở hữu súng khi cư trú bất hợp pháp ở Mỹ. Thống đốc bang Texas cho biết Bộ an toàn công cộng của bang sẽ bắt đầu thiết lập các trạm kiểm soát trên đường cao tốc để điều tra các xe tải chạy qua khu vực này. NATO thề hiện đại hóa quân đội Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga. NATO hôm thứ tư coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh đồng minh sau cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine và thề sẽ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang bị tấn công của Kyiv, nói rằng lực lượng này đứng sau sự anh hùng bảo vệ đất nước của người Ukraine sau khi hoàn thành hội nghị thượng đỉnh nato chính thức mời thụy điển và phần lan tham gia liên minh và cam kết tăng cường các lực lượng sẵn sàng chiến đấu và phản ứng nhanh ở sườn phía đông gần nga nhất tổng thống joe biden đã công bố các cuộc triển khai bổ sung trên bộ trên không và trên biển của hoa kỳ trên khắp châu âu từ tây ban nha ở phía tây đến romania và ba lan giáp biên giới với ukraine họ bao gồm một sở chỉ huy quân đội thường trực với tiểu đoàn tháp tùng ở ba lan khi 30 lãnh đạo quốc gia NATO đang họp tại Madrid, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công tên lửa vào khu vực phía Nam. Michael Lev gần chiến tuyến, Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc lại với các nhà lãnh đạo NATO rằng Kyiv cần nhiều vũ khí và tiền hơn và nhanh hơn để làm sói mòn lợi thế khổng lồ của Nga về hỏa lực pháo binh và tên lửa, đồng thời cảnh báo rằng tham vọng của Điện Kremlin không dừng lại ở Ukraine kiev đã bày tỏ lo ngại rằng phương tây đã chậm chạp trong việc cung cấp cho họ nhiều hơn là hỗ trợ tinh thần chống lại một cuộc xâm lược đã tàn phá các thành phố giết chết hàng ngàn người và hàng triệu người phải chạy trốn nato đã đồng ý một gói hỗ trợ nhằm hiện đại hóa quân sự phần lớn từ thời liên xô của ukraine tổng thư ký nato là jens stoltenberg đã thông báo trước hội nghị thượng đỉnh rằng liên minh có kế hoạch tăng quân số trong tình trạng báo động cao gấp 7 lần, lên hơn 700.000 người. Tổng thống Zelensky trong một video liên kết với hội nghị thượng đỉnh cho biết, Ukraine cần 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng cho quốc phòng và sự bảo vệ của mình. Bộ quốc phòng Anh cho biết, Nga có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lớn nhằm cản trở lực lượng tiếp tế của Ukraine cho tiền tuyến và nhiều khả năng là thương vong dân sự. Trong khi đó, tổng thống Nga Putin hôm thứ tư cho biết, Nga sẽ đáp trả bằng hiện vật nếu NATO triển khai quân đội và cơ sở hạ tầng ở Phần Lan và Thụy Điển, sau khi hai quốc gia này tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo khu vực ở Turkmenistan, quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, tổng thống Putin đã nói rằng: "Không thể tránh khỏi quan hệ của Moscow với Helsinki và Stockholm sẽ trở nên tồi tệ vì tư cách thành viên NATO của họ." Bình luận của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đã bãi bỏ quyền phủ quyết của họ đối với nỗ lực gia nhập Liên minh phương Tây của Phần Lan và Thụy Điển. Động thái này có nghĩa là Helsinki và Stockholm đã có thể tiến hành đơn xin gia nhập NATO, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Putin nói thêm rằng mục tiêu mà Nga gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn không thay đổi, đó là, theo ông nói là giải thoát khu vực Donbass ở miền đông Ukraine và tạo điều kiện để bảo đảm an ninh của Nga. Ông cho biết quân đội Nga đã tiến vào Ukraine và cuộc can thiệp quân sự đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Âu và thiết lập căn cứ tại Ba Lan do mối đe dọa từ Nga, tổng thống joe biden hôm thứ tư cho biết mỹ sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của họ ở châu âu trong thời gian dài bao gồm cả việc thiết lập sự hiện diện thường trực đầu tiên ở ba lan với mục đích là để củng cố an ninh khu vực sau khi xảy ra cuộc xâm lược của nga vào ukraine bà bà Đốc cho biết các cam kết của tổng thống biden có nghĩa là mỹ sẽ duy trì sự hiện diện của một trăm ngàn binh sĩ ở châu âu trong tương lai gần con số này đã tăng từ 20.000 người khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ngoài việc đóng quân mới tại Ba Lan, Tổng thống Joe Biden cho biết ông cũng đang gửi hai phi đội máy bay chiến đấu F-35 tới Vương quốc Anh và đồng thời tăng cường thêm nhiều lực lượng phòng không và các nguồn lực khác tới Đức và Ý. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ thu giữ khối tài sản trị giá 30 tỷ Mỹ Kim của các nhà tài Việt Nga. Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư cho biết một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia được thiết kế để thu giữ tài sản của các nhà tài việt Nga đã phong tỏa và đóng băng 30 tỷ Mỹ kim tài sản và tiền của các cá nhân bị trừng phạt trong 100 ngày đầu tiên của giao tranh Nga-Ukraine. Theo Bộ Tài chính, số tiền này dựa trên các du thuyền, các tàu khác và bất động sản sang trọng đã bị tịch thu, cũng như 300 tỷ Mỹ kim tiền của ngân hàng trung ương Nga đang bị ngưng hoạt động. Chương trình này được thiết kế để tiêu hao nguồn lực của Nga khi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đang tiếp tục cuộc xâm lược Ukraine. Nhưng mà những người ủng hộ dân quyền đã đưa ra lo ngại về khả năng nó bị xâm phạm quá mức. Xuất khẩu chip sang Nga giảm tới 90% sau các hạn chế của Hoa Kỳ Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết Xuất khẩu chất bán dẫn toàn cầu của Nga đã giảm 90% kể từ khi Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Moscow. Bộ trưởng phát biểu tại một hội nghị thường niên của Bộ Thương mại cũng nói rằng các biện pháp kiểm soát đối với lĩnh vực hàng không vũ trụ của Nga đang ảnh hưởng đến khả năng tạo ra doanh thu và hỗ trợ hàng không quân sự của nước này. Trong khi các quan chức Mỹ trước đây nói rằng Trung Quốc nói chung là đang tuân thủ các hạn chế Washington đã tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ và thực thi nghiêm ngặt các quy định. Hôm thứ tư, bộ trưởng cũng đã tăng cấp đôi lời đe dọa sẽ đóng cửa nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc SMIC nếu hãng này bị phát hiện cung cấp chip cho Nga. Khối châu Âu đã đạt thỏa thuận xe hơi mới phải không có khí thải sau năm 2035. Sau hơn 16 giờ đàm phán, các bộ trưởng môi trường của khối châu Âu đã đạt được thỏa thuận về các luật được đề xuất để chống biến đổi khí hậu, từ năm 2035 trở đi, chỉ xe hơi và xe tải mới không phát thải CO2 mới được phép sử dụng. Các bộ trưởng môi trường từ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận phê duyệt một loạt các biện pháp chống biến đổi khí hậu vào đầu giờ sáng thứ tư. Thỏa thuận có hiệu lực đồng nghĩa với việc không có xe hơi mới nào có động cơ đốt bên trong sẽ được phép bán trong khối bắt đầu từ năm 2035. Một khía cạnh khác của thỏa thuận là quỹ khí hậu xã hội trị giá 59 tỷ pound, tức là 62 tỷ đô la Mỹ, được thành lập để bảo vệ các công dân có thu nhập thấp khỏi bất kỳ sự gia tăng chi phí năng lượng nào do chính sách carbon gây ra. Tất cả các nước thành viên khối châu Âu sẽ có thể đệ trình đề xuất lên Ủy ban châu Âu về cách thức Khoản tiền này có thể được chi tiêu để giúp đỡ mọi người, chẳng hạn như là làm cho các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hơn vào mùa đông hoặc là trợ cấp cho phương tiện giao thông mới không phát thải. Các quốc gia Lithuania, Latvia và Ba Lan đã thúc đẩy một quỹ lớn hơn nữa. Trong khi Phần Lan, Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia giàu có hơn mà sẽ đóng góp vào quỹ nhiều hơn số tiền mà họ sẽ nhận được, lại kêu gọi số tiền quỹ nên nhỏ hơn. công ty facebook xóa các bài đăng về thuốc phá thai ở mỹ sau khi tòa án tối cao hoa kỳ lật lại luật phá thai facebook đang gỡ bỏ thông tin về việc phá thai trên mạng facebook đang chặn các bài đăng ở hoa kỳ trong đó người dùng yêu cầu uống thuốc phá thai trong khi các bài đăng về chất bất hợp pháp vẫn còn trên mạng facebook tuyên bố rằng họ điều chỉnh các bài đăng về các chất bất hợp pháp theo nguyên tắc cộng đồng của mình sự thiếu rõ ràng của công ty meta tức là facebook xung quanh các nguyên tắc cộng đồng liên quan đến việc sử dụng thuốc phá thai, phản ánh một cuộc tranh luận rộng rãi hơn xung quanh việc phá thai trong chính các bức tường của công ty. Bitcoin lại lần nữa nhanh chóng giảm xuống dưới mức 20.000 đô la. Bitcoin vào thứ Tư đã nhanh chóng giảm xuống dưới mức 20.000 đô la khi một số yếu tố từ những lo lắng về kinh tế vĩ mô và các công ty tiền điện tử tiếp tục đè nặng lên thị trường. Theo dữ liệu của Coinmetrics, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới được giao dịch gần đây nhất tăng lên lại chưa đến 1% ở mức 20.073,64 đô la Mỹ. Trước đó vào thứ tư thì Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 19.841 đô la Mỹ. Các đồng tiền kỹ thuật số khác bao gồm cả Ether cũng thấp hơn. Bitcoin đã được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong hai tuần qua và không thể tạo ra một động thái lớn trên 22.000 đô la lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao trong khi các ngân hàng trung ương cũng đang nhắm đến việc tăng lãi suất hơn nữa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy si thoái ở Mỹ và các nơi khác. Trong tháng này, nhà cho vay tiền điện tử Celsius đã tạm dừng việc rút tiền đối với người dùng với lý do là điều kiện thị trường khắc nghiệt. Sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlex cũng đã tạm dừng rút tiền cho khách hàng sau khi một khách hàng không trả được nợ cho công ty. Trong khi đó, quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng Three Arrows Capital đã vỡ nợ với khoản vay hơn 670 triệu đô la từ Voyager Digital. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã tham gia giải cứu các công ty đang gặp khó khăn bao gồm BlockFi và Voyager Digital bằng cách cung cấp hạn mức tín dụng. Kinh tế của Mỹ giảm 1,6% so với đầu năm nên kinh tế Hoa Kỳ suy giảm với tốc độ hàng năm là 1,6% trong 3 tháng đầu năm. Chính phủ đã báo cáo hôm thứ Tư là giảm nhẹ so với ước tính trước đó cho quý 1 đến 3. Đây là lần sụt giảm tổng sản phẩm quốc nội đầu tiên thước đo sản phẩm kinh tế rộng nhất kể từ quý 2 năm 2020 trong chiều sau của cuộc suy thoái COVID-19 và theo sau mức tăng mạnh 6,9% trong 3 tháng cuối năm 2021 lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm và niềm tin của người tiêu dùng đang giảm dần. Tháng trước, thì Bộ Thương mại đã chốt mức tăng trưởng GDP quý đầu tiên ở mức 1,5%. Nhưng vào ước tính thứ ba và cuối cùng vào thứ tư, Bộ cho biết chi tiêu của người tiêu dùng chiếm khoảng 2 phần 3 sản lượng kinh tế, về cơ bản là yếu hơn so với tính toán trước đó, tăng với tốc độ 1,8% hàng năm thay vì 3,1% mà nó ước tính vào tháng 5. Bộ phận thương mại cho biết việc giảm lượng hàng dự trữ trên kệ của các công ty đã giảm hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng của quý đầu tiên, giảm so với mức 1,1 điểm phần trăm được ước tính vào tháng 5. Đầu tư kinh doanh đã tăng trưởng tốt 5%. Trong khi đó thì chi phí đi vay đã cao hơn và chen ép thị trường nhà ở. Trong cả năm thì nền kinh tế vẫn được kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng đáng nể đó là 2,5% theo Ngân hàng Thế giới. WHO cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ sẽ khiến cho các nhóm người có nguy cơ cao, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch và trẻ em gặp nguy hiểm. Hôm thứ Tư, WHO cho biết họ đang điều tra các báo cáo về trẻ em bị nhiễm đậu mùa khỉ, bao gồm hai trường hợp ở Anh cùng với các báo cáo ở Tây Ban Nha và Pháp, không có trường hợp bệnh đậu mùa khỉ diễn biến nặng được ghi nhận ở trẻ em. Hiện nay, virus đậu mùa khỉ đã được xác định ở hơn 50 quốc gia mới bên ngoài các quốc gia châu Phi, nơi mà virus từng lưu hành. WHO cho biết các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ cũng đang tăng ở những quốc gia này, đồng thời kêu gọi tăng cường xét nghiệm cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết họ đang làm việc trên một cơ chế để phân phối phát sinh công bằng hơn sau khi các quốc gia bao gồm Anh và Mỹ đã đề nghị rằng họ sẵn sàng chia sẻ phát sinh đậu mùa dự trữ của họ là loại phát sinh vốn cũng bảo vệ chống lại các loại bệnh đậu mùa khỉ. Theo thống kê của WHO, đã có hơn 3.400 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 5 các trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ phần lớn được ghi nhận ở châu Âu, cụ thể là ở những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Bé trai 8 tuổi bị mất tích ở Đức, đi tìm thấy còn sống sau 8 ngày bị mắc kẹt trong hệ thống cống rảnh. Một bé trai 8 tuổi đã được tìm thấy còn sống sau khi cậu đã bị mất tích và sống sót trong suốt 8 ngày bị mắc kẹt bên trong một hệ thống cống rảnh ở Tây Bắc nước Đức, bé trai được cho là Joe đã mất tích khỏi căn nhà của gia đình ở Oldenburg vào ngày 17 tháng 6. Sự biến mất của cậu bé đã làm dấy lên một nỗ lực tìm kiếm khổng lồ khi các bên tìm kiếm đã dành nhiều ngày để tìm kiếm cậu trong vô vọng. Vào ngày 25 tháng 6, một người đi bộ đã liên lạc với cảnh sát địa phương sau khi họ nghe thấy tiếng động phát ra từ một miệng cống, cách nhà cậu bé chỉ 300 mét. Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát cho biết họ tin rằng cậu bé châu đã chui qua một đường ống thoát nước rộng một mét gần nhà vào hệ thống thoát nước mưa và ngay lập tức châu đã bị lạc đường châu cũng xác nhận với cảnh sát rằng cậu đã tự leo vào hệ thống và vì vậy cảnh sát đã loại trừ hành vi chơi xấu khi họ tìm thấy châu cậu bé hoàn toàn không mặc quần áo và bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng châu cũng đã bị mất nước sau thử thách kéo dài 8 ngày nhưng không bị thương nặng hiện tại cậu bé đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và đánh giá rất là may mắn cậu bé Joe đã được tìm thấy. GDP quý 2 của Việt Nam tăng cao kỷ lục trong 10 năm cùng với áp lực giá cả. Dữ liệu của chính phủ Việt Nam hôm thứ Tư cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ là 7,72% trong quý 2 nhờ xuất khẩu mạnh mẽ. Mặc dù các nhà chức trách đã lưu ý, những thách thức như là lạm phát gia tăng trong nửa cuối năm. Theo Tổng cục Thống kê GSO cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội GDP của quốc gia Đông Nam Á này là 5,05% so với mức tăng trong quý đầu tiên và là mức tăng trưởng mạnh nhất trong quý tính từ tháng 4 đến tháng 6 kể từ năm 2011. Trong nửa đầu năm 2022, GDP đã tăng 6,42% so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng trưởng 2,04% trong nửa đầu năm 2021. Việt Nam, một trung tâm sản xuất trong khu vực, đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế về coronavirus vào cuối năm ngoái, cho phép các nhà máy hoạt động trở lại. Xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 đã tăng 17,3% so với một năm trước đó, lên 185,94 tỷ đô la Mỹ, trong khi sản xuất công nghiệp đã tăng 8,7%. Theo GSO cho biết, tuy nhiên, cơ quan này đã cảnh báo rằng Nền kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức trong nửa cuối năm, bao gồm áp lực lạm phát, bất ổn chính trị toàn cầu và những tác động kéo dài của đại dịch. Giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng 6 đã tăng 3,37% so với một năm trước đó do chi phí cho thực phẩm và năng lượng gia tăng. Chi phí vận chuyển đã tăng 21,4% so với một năm trước đó. hóa thạch con người ban đầu được tìm thấy trong hang động già hơn một triệu năm so với hiểu biết trước đây. Hóa thạch ban đầu của tổ tiên loài người đến từ một hang động ở Nam Phi đã có tuổi đời từ 3,4 triệu đến 3,6 triệu năm, khiến chúng già hơn một triệu năm so với những gì được nghi ngờ trước đây và làm lung lay các nhà nghiên cứu hiểu về nguồn gốc và sự tiến hóa của con người. Niên đại mới này đã khiến hóa thạch hang động Stoke Fontaine lâu đời hơn là hóa thạch Lucy, còn được gọi là Dinkinash, nổi tiếng ở Ethiopia. Được tìm thấy vào năm 1979, hóa thạch Lucy đại diện cho loài Australopithecus afarensis và sống cách đây 3,2 triệu năm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật mới để xác định niên đại các lớp trầm tích của hang Stoke Fontaine là một phần của di sản thế giới được UNESCO công nhận là cái nôi của loài người, cách Johannesburg khoảng 30 dặm, tức là 50 km về phía tây bắc. Các hang động nằm trong mạng lưới này đã tiết lộ chi tiết về quá trình tiến hóa của con người và môi trường kéo dài khoảng 4 triệu năm. Địa điểm này là nơi lưu giữ một kho tàn hóa thạch giúp kể lại câu chuyện về quá trình tiến hóa của loài người, một câu chuyện dường như sẽ thay đổi theo mỗi lần khám phá. Tầm quan trọng của hang động Stokfontein đã được đưa ra ánh sáng vào năm 1936 khi nhà cổ sinh vật học. Ông Robert Broom đã phát hiện ra hóa thạch Australopithecus trưởng thành đầu tiên. Hàng trăm hóa thạch Australopithecus đã được tìm thấy ở đó kể từ đó, bao gồm cả mẫu Littlefoot nổi tiếng, sống cách đây 3,67 triệu năm. Ngày nay thì Littlefoot đại diện cho bộ xương Australopithecus hoàn chỉnh nhất và đang giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về tổ tiên giống loài tinh tinh của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay một gia kim bằng 0,7765 Mỹ Kim và bằng 0,7416 Euro. Một gia kim bằng 18.077 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.304 đồng Việt Nam giá dầu thô WTI là 109,6 mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 116,3 mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1818,5 mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giúp phổ biến chương trình này tới nhiều người hơn. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt.